giúp người nghèo, đó là điều đáng quý. À, giúp bằng tiền bạc vật chất là điều đáng quý, nhưng với ca ngu xưa rồi, chúng em giúp bằng máu. Thật ra lần này là lần thứ 25 em hiến máu, tức là đây em 25 nha cả nhà. Trước đây là em có một tập sổ đỏ ở nhà rồi. Bác sĩ Nêm, trường khoa nội cấp cứu, đến là người thật việc thật, đây bác sĩ quen, bác sĩ chia sẻ cho em cái gì. Bác năm nay chuẩn là đến tháng 4 này là sinh nhật 60 tuổi. Wow, 60 tuổi nha. Rất là muốn được đem một cái gì nhỏ bé của mình để cống hiến, để giúp đỡ những bệnh nhân mà khó khăn ở trong vấn đề mà truyền máu. Đẹp lắm, mặc lửa khói sợi xeo tháng năm. Giờ nhiều thấy anh chị sáng giờ rất là tích cực, cuối năm mà tụi em làm chương trình này là xíu dữ lắm, cho nên chị cho được về là rất là mừng. Cảm ơn các bệnh viện. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, ở đây là sẽ giả cái phiếu lại phiếu quà tặng. Em ơi, tiền tệ nó không được đưa lên hệ thống cũng như vậy, nó là tiền tệ nha cả nhà. Đây là phần quà của bệnh viện trao cho những y bác sĩ. Đây là thực sự em biết là nó cũng đã mua nhiều, nhưng mà nó chính là một cái tầm chân tinh. Chào anh, nó là tầm chân tinh của bệnh viện.